Thưa quý vị, thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội thứ tư kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 56 điểm cầu trên địa bàn ba quận. Trao đổi với các cử tri, Tổng Bí thư nhấn mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành xu thế, phong trào không ngừng nghỉ, là niềm tin của người dân, là đòi hỏi của cuộc sống. Công tác này sẽ tiếp tục được thực hiện kiên quyết, kiên trì trong thời gian tới. Cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đạt được trên các lĩnh vực, đồng thuận rất cao với chủ trương nhất quán xuyên suốt của Đảng, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Cử tri đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, tập trung của Đảng và Nhà nước, hành động kiên quyết với quyết tâm chính trị cao của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiếp tục theo dõi, đôn đốc giải quyết rốt ráo các vụ án, vụ việc. Vụ án xảy ra tại công ty An Đông với bị can là Trương Mỹ Lan và đồng bọn đã là một vụ án rất khó, phức tạp nhưng phải làm, càng khó càng phải quyết tâm làm. Quyết định khởi tố vụ án kể trên nhằm bảo đảm tính thượng tôn pháp luật, đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm minh. Cử tri và nhân dân mong muốn cần tiếp tục điều tra và đưa ra ánh sáng những vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm các vụ sai phạm theo quy định của pháp luật. Tôi đề nghị chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng theo hướng từ sớm từ xa, ngăn chặn từ trong trứng, tránh để thành ung nhọt rồi mới phát hiện và xử lý. Phải sáng suốt, công tâm trong khâu sử dụng cán bộ, nhất là đối với người đứng đầu. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xác đáng của cử tri. Về vấn đề đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ, công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực đã trở thành xu thế, trở thành phong trào và đây là niềm tin của dân, là đòi hỏi của cuộc sống. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc đấu tranh này phải kiên quyết, kiên trì lâu dài, tiếp tục thực hiện không ngừng nghỉ nhưng cũng không được chủ quan. Tổng Bí thư cũng cho biết hiện nay không chỉ có Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực mà 100% các tỉnh thành đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Anh nào trong ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ấy, mà tham nhũng thì tôi xử lý trước. Thế còn tham gia vào cái ban chỉ đạo này rồi mà còn đi tham nhũng là không được. Anh là sao? Tại sao nó phải chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi dê chân người thì ai ta chịu? Phải gương mẫu, phải giữ gìn, và thủ đô phải đi đầu. Và tôi biết là Hà Nội cũng đang làm rất là quyết liệt. Cái này mà nếu như chúng ta không quyết tâm chống cho được cái tham nhũng tiêu cực, hư hỏng, suy thoái cán bộ, thì đến lúc nào đó coi chừng. Cho nên vẫn phải kiên quyết, kiên trì, lâu dài. Và phương pháp phải đúng. Chúng ta tiếp tục thực hiện cái công cuộc đấu tranh này. Không ngừng, không nghỉ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết, cán bộ nào đã có sai phạm rồi, tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Bên cạnh đó, có những đối tượng phạm tội dù trốn ra nước ngoài thì cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Bây giờ có những người xảy ra cái trốn đi nước ngoài. Tôi bảo bây giờ trốn đi nước ngoài, sang nước ngoài bắt về đây rồi xử. Còn trốn nước ngoài mà không bắt được thì luật pháp của nước ta cho phép xử vắng mặt. Trốn không được đâu. Trốn đi rồi tôi vẫn có quyền xử vắng mặt. Tuyên bố công khai đi. Và làm quyết liệt như vậy. Bởi vì nếu không cái này sẽ làm hư hỏng cái bộ máy của chúng ta. Làm mất chế độ của chúng ta. Tổng Bí thư cũng đề nghị cử tri và nhân dân đã quan tâm, ủng hộ thì tiếp tục quan tâm, ủng hộ hơn nữa, tạo thành sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân để thực hiện cho được cuộc đấu tranh này.